Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Một ngày trước khi sang Qatar, huấn luyện viên Philippe Jouzier nói rằng: "Tôi đọc báo và xem mạng xã hội và biết là 80% không ủng hộ tôi, không tin đội có thể thành công. Tôi cũng biết họ không thích các cầu thủ được chọn, nhưng tôi không quan tâm. Rất nhiều người ước Philippe Jouzier nghỉ đi. Các cầu thủ cũng biết điều đó. Điều đó chỉ làm chúng tôi thêm mạnh mẽ. Tuyển Việt Nam đang bí ẩn, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ có đoàn kết lại và tự tin thì mới có thể giúp chúng tôi giành kết quả tốt." Tôi không quan tâm, câu trả lời này mang đến nhiều điều suy ngẫm về nhà cầm quân người Pháp với người hâm mộ Việt Nam. Thực tế, ông Philippe Jouzier cũng thể hiện một cách cụ thể nhất bằng các phát biểu sau thất bại trước Indonesia. Ông nói về cảm xúc của ông là thất vọng do thua cuộc và hài lòng với các cầu thủ. Nhưng nhà cầm quân người Pháp không nói gì về trách nhiệm với người hâm mộ. Hàng triệu trái tim ở quê nhà đã tan vỡ và buồn vì đội tuyển Việt Nam bị loại sớm ở Asian Cup. Câu chuyện kể trên cũng diễn ra ở SEA Games 32. Việt Nam thua đau Indonesia ở bán kết. Nhưng ông Philippe Jouzier chỉ nói về cảm nhận của ông về trận đấu và nhận xét là các cầu thủ còn non kém, không hề đặt vào người hâm mộ những người đã vượt đường xa sang Campuchia để cổ vũ cho đội tuyển, hay hàng triệu người thắp lửa ở quê nhà. Tư tưởng kể trên của ông Philippe Jouzier chính là điều khác biệt lớn nhất so với người tiền nhiệm Park Hang-seo, một người thường nói với người hâm mộ Việt Nam. Hãy nhìn lại một số phát biểu của huấn luyện viên Park. Trước trận đấu với Trung Quốc ở sân Mỹ Đình thì huấn luyện viên Park Seo cho biết: "Với tư cách là huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam, tôi xin lỗi đã làm người dân thất vọng. Trong mấy chục năm sau khi thống nhất đất nước, đây mới là lần đầu tiên tuyển Việt Nam lọt đến vòng loại thứ 3 của World Cup. Ngày mai chúng tôi sẽ đối đầu với tuyển Trung Quốc và cũng là ngày Tết có ý nghĩa rất quan trọng với người dân Việt Nam. Và tôi cùng các cầu thủ đã chuẩn bị rất nhiều. Tôi biết người dân Việt Nam chờ đợi trận đấu này." Sau trận thắng Trung Quốc thì ông thầy Ngàn Quốc cho biết: "Đây là lần đầu tiên Việt Nam thắng Trung Quốc, lần đầu tiên một đội Đông Nam Á thắng ở vòng loại thứ 3 của một kỳ vòng loại World Cup. Tôi xin lời cảm ơn đến người hâm mộ đã ủng hộ đội tuyển." Sau khi giúp Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games hồi năm 2019, huấn luyện viên Park Hang-seo đặt tay lên ngực và cầm lá cờ Việt Nam ăn mừng như một lời cảm ơn sâu sắc nhất đến người hâm mộ. "Tôi xin gửi tặng chiến thắng này cho toàn thể người dân Việt Nam, tất cả người hâm mộ Việt Nam, những người yêu mến đội tuyển. Tôi muốn gửi tặng chiến thắng này cho tất cả các câu lạc bộ ở Việt Nam, cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cho chính các học trò U22 đầy tự hào của tôi và cho cả từng thành viên trong ban huấn luyện." Sau trận thua Thái Lan 0-1 ở chung kết AFF Cup hồi năm 2012, huấn luyện viên Park Hang-seo xin lỗi người hâm mộ và nói ra lời tận đáy lòng mình: "5 năm qua tôi nhận được tình cảm, nhận được sự cổ vũ và khích lệ của người dân Việt Nam. Tôi còn nhiều thiếu sót nhưng mỗi trận đấu đều cố gắng hết sức. Điều tôi tiếc nhất là không thể tiếp tục đồng hành với các cầu thủ." Đã có rất nhiều lần huấn luyện viên Park Hang-seo nói về người hâm mộ Việt Nam. Ông không chỉ nhớ đến theo tư cách là huấn luyện viên thành công nhất mà còn gắn liền với một nhà cầm quân luôn được người hâm mộ Việt Nam yêu mến vì cách ứng xử được lòng người. Một huấn luyện viên đội tuyển quốc gia phải đặt mình vào hàng triệu người hâm mộ, đó là điều nhất thiết phải làm đầu tiên. Ông Philippe Jouzier rõ ràng là chưa làm được điều kể trên, dù ông thường nói về giấc mơ lớn như là World Cup hay là Olympic. Sự cảm nhận dường như là chỉ thỏa mãn cho tư tưởng chinh phục thành công của một huấn luyện viên đến từ châu Âu, nơi bóng đá được xem là phát triển nhất thế giới. Với hơn 4 năm làm việc cho nền bóng đá Indonesia, ông Sidey Young am hiểu các đội tại Đông Nam Á không khác gì đồng nghiệp Park Hang-seo, người từng dẫn dắt và gặt hái nhiều thành công với bóng đá Việt Nam. Đó là lợi thế lớn của ông Sidey Young ở màn đấu trí với ông Jouzier ngày 19 tháng 1. Nhìn vào màn trình diễn của Indonesia, giới chuyên gia nhận xét các cầu thủ Indonesia thừa kinh nghiệm chinh chiến và đủ khả năng lấn lướt tuyển Việt Nam ở cả khâu tấn công lẫn khâu phòng ngự từ xa. Với nòng cốt là lứa cầu thủ trẻ tài năng từng giành huy chương vàng SEA Games 32, được bổ sung các ngôi sao nhập tịch có trình độ chuyên môn cao, Indonesia dễ dàng áp đảo Việt Nam bằng những mảng miếng tấn công phủ đầu. Điểm yếu của tuyển Việt Nam trong trận thua Indonesia nằm ở tinh thần, nằm ở bản lĩnh thi đấu non nớt của các cầu thủ trẻ. Cách tiếp cận trận đấu ban đầu là sai lầm và một phần là cách dụng quân của ban huấn luyện. Điển hình, những pha ném biên mạnh vào khu vực 16m50, sở trường của Indonesia, không thể gây nguy hiểm cho khung thành của Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, song nó đã khiến cho hàng thủ
với cặp trung vệ to cao là Việt Anh và Thanh Bình phải vất vả chống đỡ, hoặc là Thanh Bình phải keo áo đối phương trong vòng cấm từ 2 đến 3 tình huống. Nhiều ý kiến cho rằng ông Philippe Jouzier đã quá tự tin vào kinh nghiệm cầm quân mà không nghiên cứu đấu pháp, chiến thuật của Indonesia. Các học trò của ông đã bị bất ngờ bởi khả năng pressing tầm cao mà Indonesia đã dâng sẵn từ đầu. Đó là lý do khiến cho tinh thần thi đấu của tuyển Việt Nam đã sa sút và không thể triển khai đúng ý đồ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Sau thất bại tại Asian Cup thì nỗi bất an lớn nhất đã đến với tuyển Việt Nam. Chúng ta không nên ngộ nhận về những chỉ số kiểm soát bóng. Tỷ lệ kiểm soát bóng của Việt Nam trong cả trận là 57%, so với Indonesia là 43%. Ngay ở thời điểm hiệp 1 thì khi thế trận tưởng như là cân bằng, Việt Nam cũng chỉ có được 4 pha dứt điểm và chỉ có một cú đánh đầu trúng đích nhưng quá nhẹ. Còn đối thủ có 9 tình huống uy hiếp không thành của thủ thành Nguyễn Philip, và nếu thủ môn của tuyển Việt Nam không xuất sắc thì số bàn thua có thể là hơn 1 bàn. Quan trọng trong lối chơi kiểm soát bóng ngắn, nhỏ, gắn bó, đẹp mắt đã bị phá sản hoàn toàn trước sức ép pressing của tuyển Indonesia. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Tuấn Anh và đồng đội trong trận đấu này chỉ là 75%, trong khi đó ở trận gặp Nhật Bản là 81%. Đây cũng là trận đấu mà tuyển Việt Nam thực hiện nhiều đường chuyền dài dưới chiều đại của ông Jouzier với 79 lần tính đến lúc này, và độ chính xác cũng ở mức thấp nhất 23 lần bằng 29%. Nó cho thấy sự bế tắc của một hệ thống khi lối chơi sở trường đã bị bắt bài, bị vô hiệu hóa hoàn toàn, và ban huấn luyện thì cũng chưa sẵn sàng cho những phương án 2 hay là phương án 3. Sau thất bại thì các cầu thủ chia sẻ là họ bị bất ngờ và bối rối trước sức ép và khả năng pressing tầm cao của Indonesia. Thông tin này cho chúng ta thấy 3 điều. Thứ nhất, tuyển Việt Nam chưa có được sự chuẩn bị tốt, khả năng phân tích, khả năng nhận định đối thủ, phán đoán, đọc bài và những phương án dự kiến của ông Philippe Jouzier cũng là chưa tốt và có phần là chủ quan. Thứ hai là cho dù tập rất kỹ nhưng khả năng kiểm soát bóng và thoát pressing ở 1/3 sân nhà của đội tuyển Việt Nam là cũng chưa tốt. Những gì thể hiện trong trận gặp Nhật Bản chỉ là một thời điểm thăng hoa và đối thủ cũng có phần là chủ quan, chưa thể hiện hết sức mạnh của mình. Thứ ba là sự lựa chọn con người của ông Jouzier là chưa chuẩn xác. Lỗi cá nhân của Thanh Bình, sự lúng túng của Thái Sơn, sự yếu ớt của Tuấn Anh, sự lạc lõng của Quang Hải và cả sự vụng về của Văn Tùng, tất cả đều tạo nên một sự lủng củng và bất lực. Cả hai trận đấu tại Asian Cup 2023, Việt Nam đều ra sân với đội hình xuất phát ở độ tuổi trung bình là 25,1 và 25,2, là một trong những đội trẻ nhất giải đấu lần này. Và một lần nữa, màn trình diễn của các học trò ông Philippe Jouzier cho thấy sự thất thường của các cầu thủ trẻ. Trường hợp thứ nhất là trung vệ Thanh Bình, người đã từng mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận đấu lượt đi gặp Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Cầu thủ này thể hiện được sự tiến bộ một cách vững chắc và ổn định trong suốt thời gian dài vừa qua. Nhưng trong trận gặp Indonesia lại phạm lỗi rất thô thiển với tiền đạo đối thủ ngay trong vòng cấm. Vấn đề nằm ở chỗ đó lại là một lỗi sơ đẳng mà các bài học vỡ lòng cũng đã từng được huấn luyện viên cẩn thận, tỉ mỉ. Chứng tỏ là tâm lý của Thanh Bình đang ở trạng thái là bất ổn. Và nếu quan sát kỹ hơn một chút nữa thì cũng sẽ thấy Thanh Bình là người thi đấu kém nhất ở hàng phòng ngự của chúng ta trong trận gặp Nhật Bản, với những pha xử lý bóng lập bập và thiếu tự tin. Trường hợp thứ hai là Thái Sơn, cầu thủ có những bước tiến thần tốc thời gian qua. Người được coi là sản phẩm ưng ý nhất của ông Philippe Jouzier cũng có một trận đấu là không hề tốt khi để mất bóng 6 lần chỉ trong hiệp 1. Văn Tùng rồi Tuấn Tài và Minh Trọng cũng cho thấy những nhược điểm, giới hạn của họ trong việc xử lý bóng cá nhân cũng như kết nối với đồng đội. Nói thêm về các nhân tố trẻ của tuyển Việt Nam, hay rộng hơn là quá trình trẻ hóa, công cuộc chuyển giao của ông Philippe Jouzier, xét cho cùng, thực tế là phần lớn tuyển Việt Nam ở trận vừa qua chưa đạt phong độ cao. Nhìn ở khía cạnh tuổi tác, danh sách 11 cầu thủ đội tuyển Việt Nam đá chính trước Indonesia ở vòng bảng Asian Cup đạt sự cân bằng ở mức là tương đối ổn. Các cầu thủ thuộc độ tuổi trung bình là 25,1, vốn là ở ngưỡng 9 của bóng đá. Trong đội hình của ông thầy người Pháp không còn ai là quá trẻ và cũng không ai đến mức là quá già. Phần lớn ngưỡng từ 22 cho đến 28, tức là phù hợp để phát triển. Tuy nhiên, tuổi tác lý tưởng chỉ thực sự ý nghĩa khi mà đội tuyển của chúng ta đáp ứng được hai yếu tố: nền tảng thể chất và điểm rơi phong độ. Ở trận gặp Indonesia thì tất cả đã ngoảnh mặt với ông Philippe Jouzier.
Về chất lượng thì ông thầy người Pháp khẳng định là lối chơi của tôi đòi hỏi cầu thủ phải duy trì cường độ cao suốt trận đấu. Hiện tại thì học trò của tôi mới chơi như vậy được khoảng 60 đến 70%. Họ không duy trì được cường độ đến hết trận. Về vấn đề này thì ông cũng từng nhắc đến nhiều lần. Ở trận gặp Iraq tại vòng loại thứ hai của World Cup 2026 tại sân Mỹ Đình, nhà cầm quân người Pháp đã thay đủ 5 người khi đồng hồ chưa điểm đến phút 80. Chuyện cầu thủ kiệt sức trong khoảng 15 đến 20 phút cuối là không còn xa lạ. Ông thầy người Pháp không thay đổi triết lý mà kỳ vọng học trò sẽ tự nâng trần thể lực của mình để đáp ứng được yêu cầu. Và đó cũng là nguyên nhân khiến ông chuộng các cầu thủ trẻ, những người còn đủ động lực, dư địa để tập nặng hơn, chạy nhiệt hơn. Ở khía cạnh thứ hai đáng lo nữa là phong độ. Phần lớn trụ cột đội tuyển đã xuống sức. Chuyện vắng các cựu binh là vấn đề không nhỏ với ông Philippe Jouzier. Ông Jouzier có hai lựa chọn. Thứ nhất, chờ đợi chất lượng bóng đá Việt Nam tự nâng lên để cầu thủ đáp ứng yêu cầu về lối chơi kiểm soát bóng. Thứ hai là tinh chỉnh lối chơi, thêm vào những chi tiết nhỏ để chiến thuật ăn khớp với năng lực của các học trò. Lựa chọn đầu tiên có lẽ sẽ bền vững hơn, tức là chờ đợi chất lượng bóng đá Việt Nam tự nâng lên. Bởi xét cho cùng thì để trở thành thế lực châu Á, tuyển Việt Nam cần phải thật chắc quả bóng, kiểm soát không gian hiệu quả, thể lực và kỹ năng cơ bản đều phải nâng cao. Một nguyên nhân khác khiến cho các cầu thủ trẻ đánh mất mình vì họ không có chỗ dựa là những cựu binh. Từ những thủ lĩnh đích thực, hàng phòng ngự thiếu Ngọc Hải, có cảm giác mạnh ai nấy đá. Người có khả năng chỉ huy tốt nhất là Nguyễn Philip. Tuyến giữa Tuấn Anh cũng chưa đạt được phong độ tốt nhất của bản thân nên cũng khó có thể đòi hỏi cầu thủ này là chỗ dựa cho các cầu thủ khác. Lúc đó thì chúng ta bỗng nhớ đến cái tên Hoàng Đức. Cầu thủ này đã bị đau nên không thể tham dự Asian Cup. Bên cạnh đó là Hùng Dũng. Hùng Dũng dự bị và không được dùng một phút nào ở trận vừa qua. Những cựu binh đầy bản lĩnh và cũng rất giàu kinh nghiệm ở những trận cầu đỉnh cao, những đối thủ khó chịu đã không có mặt. Một trận thua toàn diện và đương nhiên cùng với đó là rất nhiều bài học. Nhưng vấn đề lớn nhất là trong khi Indonesia hay là Thái Lan kiên trì với hướng đi của họ trong nhiều năm qua với những định hướng cụ thể, chính xác, chất lượng và nhắm đến những lối chơi hiện đại mang tính cập nhật bóng đá thế giới, thì dường như là bóng đá của chúng ta vẫn đang loay hoay trong việc định hướng lối chơi, lúng túng với những sự thử nghiệm cầu thủ, giữa những niềm tin mơ hồ về thế hệ trẻ. Thất bại này cho thấy đối thủ là đang ổn định và tiến lên, trong khi đó chúng ta hiện là đang loay hoay và mất phương hướng. Đó mới là điều đáng lo cho tuyển Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.